Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Như anh em đã biết thì trong cái thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh nó là căng thẳng lắm. Mà sếp mình cũng sợ, mà mình thì cũng sợ. Thế nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em về một cái giải pháp, một cái ứng dụng. Hoặc nói một cách hoa mỹ hơn, đó chính là một cái khẩu trang điện tử dành cho anh em. Đó chính là ứng dụng Bluezone. Vậy thì ứng dụng này là gì và nó sử dụng như thế nào? Và tại sao mình lại chia sẻ với anh em? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vậy thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với anh em về cái ứng dụng này một chút. Đây là ứng dụng Bluezone. Và hiện tại thì nó đã được anh em có thể tải nó ở trên App Store cũng như là CH Play, có nghĩa là iPhone cũng như là các thiết bị Android đều có thể tải được, miễn là anh em có smartphone. Thế thôi. Và mình cũng xin đính chính cho anh em thêm một lần nữa, đó chính là đây là ứng dụng Bluezone, chứ không phải là ứng dụng Blue. Blue thì anh em cần phải biết rằng là đây là ứng dụng hẹn hò. Còn Bluezone đây là cái ứng dụng khẩu trang điện tử. Anh em bấm cho mình chữ Blue này. Đấy, sau đó chữ Z này là nó sẽ ra ngay. Đó, đây là ứng dụng Bluezone, nghĩa là vùng xanh, vùng gọi là vùng an toàn ấy, kiểu như thế. Còn Blue kia nó là ứng dụng hẹn hò nha anh em. Rồi, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cái vấn đề chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Thì khi mà mình vào ứng dụng Bluezone thì anh em sẽ thấy rằng ngay khi mà mình vừa mới mở ứng dụng thôi, nó sẽ thông báo cho mình đấy, rằng là mình đã có tiếp xúc với lại F0 hay chưa. Và đó cũng chính là mục đích của ứng dụng này. Nó sẽ thông báo cho anh em rằng là anh em có tiếp xúc với lại người bệnh hay không, có tiếp xúc với lại F0 hay không. Và khi mà chúng ta vào ứng dụng này thì anh em sẽ thấy rằng, thứ nhất là cái giao diện của nó rất đơn giản, nó rất là dễ dùng và nó rất là thân thiện. Nói chung là nó cũng chả có cái gì để có thể làm khó được chúng ta cả. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai mục chính. Đầu tiên là mục quét xung quanh. Khi mà anh em bấm vào đây thì anh em sẽ thấy rằng ở xung quanh chúng ta đang có những cái thiết bị cũng đang sử dụng ứng dụng này, giống như là cái máy của mình. Đó, ở đây thì mình đang có hai chiếc máy này. Đấy, cũng đang sử dụng Bluezone, và tí nữa thì mình sẽ demo cho anh em xem. Rồi, thì đấy là mục đầu tiên. Cái mục thứ hai đó chính là mục lịch sử tiếp xúc. Và khi mà anh em bấm vào mục này thì anh em sẽ xuất hiện một vài những cái thông tin, đó chính là anh em đã tổng lượt tiếp xúc của anh em là bao nhiêu và tổng lượt tiếp xúc gần của anh em là bao nhiêu. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ có là ngày tháng năm, ví dụ như ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8, mình vừa mới tải ứng dụng này về vào tầm ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, thì tổng lượt tiếp xúc của mình đã lên tới 48. Thì lý do là bởi vì là mình có thể khi mà chúng ta đang đi trên đường chẳng hạn thì chúng ta dừng đèn đỏ, hoặc là chúng ta đi mua đồ ăn, hay là chúng ta đi uống cà phê, vân vân và vân vân, thì là những người cũng đang sử dụng Bluezone cũng như là cũng đang sử dụng ứng dụng này, nó sẽ quét liên tục và nó sẽ cho anh em ra được một cái con số như thế này. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn những cái mục khác, ví dụ như là về cái thông báo này, hoặc là anh em có thể mời bạn bè cùng dùng ứng dụng Bluezone này. Và đặc biệt đó chính là về phần giới thiệu, thì như anh em có thể thấy thông tin ở đây thì ứng dụng này nó sẽ được Bộ Y tế kết hợp với lại BKV để phát triển cũng như là làm ra ứng dụng này. Thế nên là anh em có thể yên tâm về ứng dụng Bluezone. Vậy thì cách hoạt động của ứng dụng này nó sẽ như thế nào? Thì về cơ bản nó sẽ sử dụng một cái công nghệ có tên là Bluetooth Low Energy, hay còn gọi là Bluetooth năng lượng thấp, BLE đấy. Đấy. Và với công nghệ này thì nó sẽ quét trong tầm bán kính là khoảng 2m để xem là anh em đã tiếp xúc với những ai, và trong số những người đó có phải là F0 hay không. Và tất nhiên với một cái điều kiện kiên quyết, đó chính là người đó cũng sẽ phải cài cái ứng dụng này. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là nếu như anh em nào mà lo lắng về cái thời lượng pin khi mà chúng ta sử dụng ứng dụng này, thì anh em có thể yên tâm, nó sẽ sử dụng như mình đã nói là Bluetooth năng lượng thấp, thành ra nó sẽ không tiêu tốn quá nhiều pin của anh em. Thế nên là anh em cần phải bật Bluetooth cũng như là GPS, và nếu như mà anh em bật cả ngày thì nó chỉ mất tầm khoảng dưới 10% thôi. Thế nên là anh em không cần phải quá lo lắng. Và nếu như mà có F0 ấy, thì Bộ Y tế sẽ nhập thông tin của F0 vào hệ thống và sẽ gửi cho tất cả những ai đang sử dụng ứng dụng này. Ví dụ như là anh này là F0 đúng không? Chúng tôi sẽ nhập dữ liệu của anh, xem là anh đã đi những đâu, tiếp xúc với những ai, những khu vực nào. Thì từ đó người dùng sẽ biết được là họ đã tiếp xúc với lại người bệnh hay chưa. Và nếu như mà anh em có tiếp xúc với F0 rồi thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo và hướng dẫn là anh em liên hệ với cơ sở y tế để có thể được xử lý. Và đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi, và mình thấy rằng đây là một cách khá dễ và nhanh chóng để chúng ta có thể đối phó được với cái dịch bệnh như hiện nay. Và cái app này được cái nó không chuyển dữ liệu lên hệ thống, và anh em có thể thấy rằng là khi mà có người bệnh, khi mà có F0 là Bộ Y tế sẽ gửi dữ liệu tới đấy, chứ nó không chuyển lên hệ thống, chỉ có hệ thống chuyển về thôi. Và đặc biệt là như mình đã nói ban đầu thì cái app này được Bộ Y tế kết hợp với lại BKV phát triển, thế nên là anh em không cần quá lo lắng. Rồi, thế thì về cơ bản cái ứng dụng này nó hoạt động nó là như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ demo cho anh em về cái tính năng
trên cái ứng dụng này. Và như anh em có thấy rằng là khi mà mình bật cái ứng dụng này lên thì chúng ta sẽ có khả năng là quét xung quanh để xem là có bao nhiêu người cũng đang sử dụng ứng dụng này giống như là anh em. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái dòng, đó chính là mã Bluezone ID đấy, 4BC756 này vân 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 này đó, và nó sẽ hiện ra ở đây. Và như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với anh em về một cái giải pháp để chúng ta có thể bảo vệ được bản thân trong cái thời buổi như hiện nay. Và nói chung bây giờ ấy, sức khỏe nó là quan trọng lắm, có sức khỏe là có tất cả. Thế nên là mình cũng mong rằng là anh em hãy bảo vệ sức khỏe của chính mình. Vậy còn anh em thì sao, anh em đã tải ứng dụng này hay chưa thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nhá. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em TV để nhận được những tin tức công nghệ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.